Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban chống bán phá giá Australia ADC đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm dây thép dạng cuộn Roll In Coil từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Dự kiến ADC sẽ ban hành bản dữ liệu trọng yếu vào ngày 25 tháng 9 năm 2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận về bản dữ liệu này. Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền vào trước hoặc vào ngày 9 tháng 11 năm 2017. Sau đó sẽ phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC.